Xin giới thiệu với mọi người, đây là quá trình múc phân cho trùng ăn. Thì phân bò chúng ta sẽ dự trữ trong một cái hầm phân như kích thước trong clip. Và đến khi cho ăn thì chúng ta sẽ tiến hành một là pha loãng trực tiếp trong cái hầm phân này, rồi sau đó múc vào xe như cái xe mà các bạn đã thấy và kéo đến trại trùng và cho trùng ăn. Hoặc chúng ta sẽ không cần pha nước trực tiếp mà sau đó sẽ múc phân ra cái xe cho ăn này, rồi sau đó sẽ có hệ thống ống nước màu xanh này, và chúng ta sẽ bơm nước trực tiếp vào cái xe và tiến hành pha loãng với dụng cụ là cái cuốc hoặc là cái xẻng. Chúng ta sẽ khuấy cho nó đều. Đây là động tác múc phân rất là thuần thục. Thì thông thường chúng ta cho phân vào xe khoảng tầm 1 phần 3 hoặc là 2 phần 3 xe để trừ một cái khoảng chúng ta bơm nước vào để pha và thuận tiện cho việc di chuyển. Đây là cái khu vực trại trùng mini với tổng diện tích là khoảng tầm 300 mét vuông với 10 trại, mỗi trại tầm 30 mét vuông, rộng 1 mét 7, dài 10 mét, 10 đến 15 mét. Đây là phân bò sữa tại khu vực Củ Chi. Chúng ta sẽ theo dõi và quan sát xem những cái trại trùng mà lúc trước chúng ta cho ăn, xem thử trùng đang hết chưa nha. Đây là trại trùng số 4. Khi mà trùng nó ăn hết á, thì trên bề mặt nó sẽ có những cái bã cặn giống như là cái cho cháu vậy. Đây là cái cặn trong cái phân bò mà trùng nó không ăn được, hay gọi là chất xơ. Chính vì vậy nên không thể nào mà chúng ta nói đây là phân trùng nguyên chất 100%, mà chỉ có thể nói là phân trùng chất lượng cao, tức là phân trùng được trùng đã xử lý, tiêu thụ và ăn phân bò cho ra cái phân ở dưới. Trên bề mặt này là những cái chất cặn, những chất xơ. Chúng ta xem thử trùng có hay không nha. Trùng nó sẽ nằm phía dưới. Thì hiện tại là thức ăn nó đã ăn hết rồi, chỉ còn lại chất xơ thôi. Trại này sẽ được tiến hành cho ăn ngay sau khi xi phân vừa rồi xúc xong và pha loãng. Qua trại bên này, trại này coi bộ trùng sẽ nhiều hơn trại bên kia do cái độ ẩm nó khá là tốt, tầm 80%. Thì đây là một cái clip ngắn nói về cái quá trình cho trùng ăn bằng các dụng chuyên dùng. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi.